Và tại Việt Nam, nắng nóng tới 45 độ C, tức là trên 113 độ F, người dân mang chảo ra đường để chiên trứng. Trong những ngày qua, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung và khu vực Hà Nội đã trở nên đỉnh điểm trong lịch sử khi có lúc lên tới 45 độ C, làm cho nhiều người cảm thấy oi bức, khó chịu, ngạt thở. Trong khi đó, thì các đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông ở Huế đã dùng chảo để chiên trứng dưới trời nắng mà không cần lửa đã được cộng đồng cả Internet chia sẻ tới chóng mặt. Còn ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị thì nắng nóng trên 43 độ C và thêm gió Lào thổi rát mặt nên không một ai dám ra đường vào buổi trưa. Trong khi đó, thì các trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 tới 40 độ C. Nhiều nơi cao trên 40 độ C như là Hòa Bình đã tới 40.8 độ C, Vĩnh Yên là 41.4 độ C, Hữu Lũng, Lạng Sơn là 41 độ, Sơn Động, Bắc Giang là 41.1 độ, Bắc Ninh là 41.2 độ C, Chí Linh, Hải Dương là 42.2 độ C, Hồi Xuân, Thanh Hóa là 40.3 độ C. Riêng ở Hà Nội thì nhiệt độ cao nhất tại Láng lên tới mức là 41.5 độ C, Hà Đông, Hà Nội 42 độ C. Tuy nhiên, những dữ kiện nói trên chỉ là mức nhiệt trong lều khí tượng, còn nhiệt độ thực tế bên ngoài trời thì luôn dao động từ 45 cho tới 50 độ C, nên nhiều người đã làm được thí nghiệm chiên trứng trên đường. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân gây nên sự việc nắng nóng đạt kỷ lục trong vòng 40 năm trở lại là do sự tàn phá môi trường như là chặt phá cây xanh, san lấp các ao hồ, bê tông hóa, đô thị hóa, v.v. Điều này đã làm cho biến đổi khí hậu gây nên những hiện tượng như là El Nino và La Nina.